Chào bà. Chúng ta đang nghe nhạc Bóng Cây Cơ Nia, một vũ điệu Tây Nguyên, và được ngắm cảnh rừng núi. Ta thấy là ở đây là có một cái cảnh rừng núi rất là gần mà cũng rất là xa, không các bạn? À, chúng ta thấy này, đây là núi rất là xa. Cái chóp núi chúng ta thấy đang giữa màn hình có một cái hòn đá lên cao đó. Trung tâm màn hình đó là đỉnh núi Ba, 874m các bạn. À, chúng ta thấy này có vẻ như là không cao. À, nhưng mà thật ra chỗ đó là cao nhất. Còn cái chóp núi này chúng ta thấy có vẻ cao nhưng mà thật ra là không cao vậy. À, các bạn. Rõ ràng là với cái góc nhìn khác nhau thì kết quả khác nhau. À, thực tế thì cái đỉnh núi này chúng ta nhìn thấy thì không thể cao bằng cái chóp núi kia được. À, nhưng mà chúng ta lại nhìn trên hình ảnh này là cao. Như vậy là góc nhìn của chúng ta thay đổi thì đáp số thay đổi. Cho nên rất là tuyệt vời, đúng không các bạn? Chúng ta hãy có một cái cách nhìn tổng quan hơn thì chúng ta sẽ đánh giá đúng cái vấn đề. Nhìn một sự việc chúng ta đừng có nên nhìn sự việc có một chiều, chúng ta hãy nhìn nó đa chiều. Thì khi chúng ta giận dữ một ai đó, chúng ta khó chịu với một ai đó thì ta sẽ có cái cách nhìn đa chiều, chúng ta sẽ được tỉnh táo hơn và hãy kiềm chế lại cái sự nóng nảy của mình. Chào bạn.